Phiên họp thường kỳ Quỹ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tháng 5 diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và các Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang, Nguyễn Phước Thiện. Nội dung chính tại phiên họp lần này đó là đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Sau khi nghe báo cáo của Quỹ ban nhân dân các quyện thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như đề xuất tỉnh tháo gỡ dướng mắt đang tồn động Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành tỉnh xem xét tháo gỡ cho địa phương, đồng thời đề nghị công tác phối hợp giữa các sở ngành tỉnh và địa phương cần chặt chẽ hơn nữa, kịp thời thông tin đến lãnh đạo tỉnh những khó khăn để xử lý kịp thời. Định hướng một số nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu tập trung thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra. Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành ra soát lại nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm, nhất là những nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch, đề xuất giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm, khẩn trương hoàn thành thủ tục nâng cấp cửa khẩu quốc tế Thượng Phước, tháo gỡ khó khăn đối với khu công nghiệp Tân Kiều, cụm công nghiệp Quảng Khánh, kéo giảm tai nạn giao thông, chuẩn bị tốt cho hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới, dần dần. Sáng ngày 30 tháng 5 tại khu du lịch Hoa Kiển Sa Đéc, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo định hướng và giải pháp phát triển ngành hàng Hoa Kiển tại tỉnh Đồng Tháp. Tại buổi hội thảo, các diễn giả và các nhà khoa học đã chia sẻ nhiều kiến thức về ứng dụng công nghệ khoa học trong sản xuất, thu hoạch và quảng bá thương hiệu Hoa Kiển, đồng thời đề xuất để mạnh ứng dụng tiến bộ công nghệ sinh học phối hợp với các diện trường các chuyên gia nghiên cứu về công tác phát triển giống qua kiển, tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất qua kiển tiên tiến theo hướng hữu cơ, gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm. Được biết, ngành hàng hoa kiển là một trong năm ngành hàng chủ lực của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Những năm gần đây, ngành hàng qua kiển của tỉnh đã có bước phát triển dược bậc, với hơn 3.000 hectare, có trên 2.000 chủng loại và 12 triệu sản phẩm mỗi năm. Sáng nay, ông Lê Thành Công, trưởng ban dân vận tỉnh Quỷ, nói chuyện chuyên đề về công tác dân vận ở huyện Hồng Ngự. Ban dân vận tỉnh Quỷ đã thông tin về các nội dung công tác dân vận, trong đó nhấn mạnh công tác dân vận được xem là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Buổi nói chuyện chuyên đề về công tác dân vận góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, từ đó vận dụng sáng tạo và đề ra các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác dân vận ở địa phương, đơn vị. Hội luật gia huyện Tâm Nông vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 6 nhiệm kỳ 2024-2029. Ban chấp hành hội luật gia huyện khóa 6 có 11 đại biểu. Ông Võ Văn Rem được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch hội luật gia huyện Tâm Nông nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ tới, hội luật gia huyện và các xã thị trấn sẽ phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung hình thức và phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả, phát triển tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo và những người yếu thế theo luật định. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh quyết định phê duyệt kế hoạch số 92 ngày 12 tháng 4 năm 2024 giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội lần thứ 11 năm 2024. Theo đó, chương trình Học kỳ trong quân đội tổ chức trong 8 ngày tại Trung đoàn Bộ binh 320, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.